đó. Và thực tế là gì? Là mình đã viết rồi, đã viết thành giọng trưởng, chuyển thành bài vui, chuyển lời thành một cái bài rất là vui, nhưng mà không ai đón nhận, không ai ủng hộ, không có nhiều like, không có nhiều lượt share như là cái bài đầu tiên. Có vẻ nó cũng vô duyên, giống như là cái câu thôi nếu buồn thì hãy cười lên nhé mình.